kính chào quý vị và các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh siêu thị trực tuyến Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ và tôi là Kiều Anh người sẽ đồng hành cùng quý vị trong clip ngày hôm nay. Vâng, trong clip ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu kỹ hơn tới quý vị công dụng của táo đỏ sấy khô Hàn Quốc trong việc là ngăn ngừa lão hóa sớm ở chị em phụ nữ à, với nhiều lợi ích tuyệt vời thì táo đỏ sấy khô Hàn Quốc hiện nay là sản phẩm được ưa chuộng. Bên cạnh những công dụng quen thuộc của táo đỏ như là bổ sung các chất dinh dưỡng, khoáng chất, vitamin hay là giúp cơ thể luôn khỏe mạnh, giúp điều hòa huyết áp cơ thể hay là ngăn ngừa chứng táo bón, đặc biệt là với các thai phụ thì táo đỏ sấy khô Hàn Quốc cũng có công dụng là khiến các chị em phụ nữ vô cùng yêu thích, đó chính là việc chống lão hóa sớm. Lão hóa sớm thì là một trong những triệu chứng biểu hiện của việc là tuổi tác lớn dần lên, điều này thì gây mất tự tin ở nhiều chị em phụ nữ. Uh, bên cạnh việc lão hóa do tuổi tác hay là thời gian thì uh, do tác động từ môi trường khiến chúng ta lão hóa sớm là một trong những vấn đề khá đau đầu những nguyên nhân gây lão hóa sớm tác động từ bên ngoài thì chủ yếu đến từ những thứ rất đơn giản mà chúng ta tiếp xúc hàng ngày chẳng hạn như là việc chúng ta thiếu ngủ hay là tiếp xúc với ánh nắng mặt trời bức xạ điện từ quá nhiều hay là việc tác động từ bên trong giống như là việc là hao hụt collagen hay là sự phát triển nhanh chóng của các gốc tự do và nhiều chị em phụ nữ thì để ngăn chặn được việc lão hóa này thì sẽ sử dụng các phương pháp trị liệu từ spa như là sử dụng các loại sản phẩm uống đắt tiền để ngăn ngừa lão hóa sớm. Tuy nhiên trên thực tế thì chúng ta có thể ngăn ngừa được việc lão hóa sớm bằng chế độ ăn uống sinh hoạt lành mạnh hay là sử dụng một số thực phẩm tự nhiên. À bên cạnh đó thì táo đỏ sấy khô Hàn Quốc cũng là một trong những sản phẩm đã được chứng minh rằng có công dụng hỗ trợ ngăn ngừa lão hóa sớm của chị em. Ở các chuyên gia nghiên cứu đã cho thấy rằng táo đỏ khô rất tốt cho da của phụ nữ đang mang thai bởi nó hỗ trợ là giúp da rẻ của chúng ta hồng hào hơn hay là ngăn ngừa các vết nám chân chim, thậm chí là sự lão hóa sớm của chị em. Bởi vì trong táo đỏ thì có chứa rất nhiều loại vitamin như là vitamin A, vitamin C hoặc là vitamin E. Và đây thì là những yếu tố tác động trực tiếp lên làn da của chúng ta. Bên cạnh đó thì táo đỏ như quý vị đã biết rất dồi dào vitamin C. Vì vậy nó được xem là nhà vô địch trong các loại hoa quả khi chứa vitamin C nhiều như vậy. Chính vì vậy nếu như bạn không muốn lão hóa sớm thì bạn có thể sử dụng sản phẩm táo đỏ sấy khô Hàn Quốc như một phương pháp làm đẹp cơ bản cho bản thân. Bên cạnh đó thì các chị em phụ nữ cũng có thể là áp dụng các phương pháp làm đẹp như là quy trình chăm sóc da kỹ càng chế độ ăn uống sinh hoạt lành mạnh và nếu như quý vị còn đang thắc mắc về các phương pháp sử dụng táo đỏ sấy khô Hàn Quốc để tận dụng được hết những công dụng phòng chống lão hóa thì cách tốt nhất đó chính là pha trà táo đỏ. Bởi khi chúng ta pha trà thì những công dụng hay những dưỡng chất trong táo đỏ sẽ không bị mất đi. Và nếu như quý vị còn đang thắc mắc rằng không biết mua táo đỏ sấy khô Hàn Quốc ở đâu để chất lượng uy tín cũng như là an tâm trong quá trình sử dụng thì hãy liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Và hy vọng rằng với clip mà chúng tôi chia sẻ ngày hôm nay về công dụng của táo đỏ sấy khô Hàn Quốc trong việc là ngăn ngừa chống lão hóa sớm ở chị em phụ nữ thì quý vị sẽ thường xuyên sử dụng táo đỏ hơn hy vọng rằng clip ngày hôm nay đã mang đến cho quý vị những thông tin vô cùng bổ ích kiều anh xin chào và hẹn gặp lại